anh nói rồi thì tương tác qua lại. Không bao giờ mà vâng, thằng này nó xong rồi nó tác động vào thằng kia xong rồi nó bảo vâng, nó xong rồi đấy, đấy là chúng mày. Xong đấy là thằng khác nó không có. Các bạn nhớ là cùng một lúc tất cả các biến thử đó nó sẽ tác động qua lại lẫn nhau hết. Cho nên các bạn chọn càng nhiều biến thử đo bao nhiêu thì tác động qua lại của chúng lẫn lộn với nhau ảnh hưởng càng nhiều với nhiều. Vì thế thì các bạn sẽ nhìn thấy này, khi các bạn chọn ở đây nhưng mà vào cái mô phỏng chiếu thì các bạn sẽ nhìn thấy nếu chúng ta chọn nhiều quá thì nó sẽ bị loạn, nó loạn. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nhìn các cái biến là ví dụ như các bạn thương ở đây đã chứng minh đến rồi, các bạn thương ở đây thu nhập hay là máy móc thiết bị như thế này, trên cái bằng trên cái bảng thông số của chúng ta như thế này và mô như thế này, đấy là bảng thông số đầu tiên, bảng nó là nó gọi là các cái thông số cơ bản. Sau đó các bạn tính cái NPV này, vâng, tính cái NPV này các bạn sẽ nhìn thấy và bắt đầu tôi thay đổi. Tôi nhìn cái NPV này các bạn sẽ nhìn thấy lúc này bây giờ tôi cái thu nhập này tôi đổi lên khoảng 16 hoặc 18, tôi cứ cao ở đây tôi nhìn xuống dưới ngay NPV tôi nhìn thấy ngay. Nếu mà nó thay đổi rất là lớn rồi biến rất là biến rủi ro, nhưng nếu các bạn đưa vào đây ví dụ như là không phải là giá thành sản phẩm, ví dụ như đây người ta đưa vào đây ví dụ như là khoản đầu tư, vâng, trong quản trị rủi ro doanh nghiệp thì các bạn nhìn thấy khoản đầu tư, vâng, cái này cũng là một biến rủi ro. Các bạn cứ hiểu tại vì khoản phải thu là cái gì, bây giờ chúng ta phải định nghĩa khoản phải thu nó là vâng khoản tiền mà tôi bán hàng theo phương thức tín dụng thì tôi sẽ thu tiền lại, có nghĩa là người ta nợ tôi, người ta nợ tôi tức là người ta chiếm dụng vốn của tôi, thì cái khoản phải thu này các bạn đưa vô ví dụ như là nó là 10%, vậy bây giờ nếu mà nó tăng lên 11% hay là nó giảm xuống 8% như thế này thì tác động của nó vào như thế nào? Còn lại có thể là các bạn nhìn thấy như tôi nói với các bạn, nếu mà các bạn đưa vào nó vẫn thay đổi, trong một cái biến nào đó nó vẫn thay đổi, nhưng mà các bạn nhìn thấy là nó dùng dịch rất là ít, tức là nó thay đổi, nó biến động rất là ít, cái đó các bạn bỏ nó ra, trong như là hầu như không biến động, thì các bạn tạm thời bỏ nó ra. Nhưng có một cái khoản một mà tôi thấy các bạn ấy học môn quản trị rồi các bạn ấy cãi tôi đó là môn cái khoản phải trả, cái khoản phải trả này các bạn ấy gọi đây là một biến rủi ro, nhưng tôi thì không cho rằng đấy là biến rủi ro. Các bạn ấy bảo nó thay đổi, nhưng các bạn phải biết là biến rủi ro có nghĩa là gì, nó mang lại cái tác động âm cho dự án, nó lưu nó bị giảm đấy. Khoản phải trả là tôi chiếm dụng vốn của người ta, tôi mua nguyên vật liệu mà được người ta bán hàng cho tôi theo công thức tín dụng, các bạn biết chưa? Sao vậy là nếu mà tôi chiếm dụng vốn người ta càng nhiều là vốn mà tôi càng dự án tôi càng được lời, nó vào dự án mà dân lưu nó tăng mà thì nó không phải là biến rủi ro mà nó là biến tăng đó. Biến rủi ro là chúng ta đang xem là nó làm giảm lưu chứ không phải là tăng hay lưu. Sau đó tôi chỉ nói các bạn thôi rồi, ok các bạn muốn gọi nó biến rủi ro nhưng các bạn phải chứng minh được cho tôi rằng cái biến này nó mang tác động âm cho tôi giảm cái lưu thì ok ngay lập tức, còn nếu không thì nó không phải biến rủi ro, thế thôi. Nói trước với các bạn như thế, mai mốt lại cãi tôi nữa. Vâng. Như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây cao nhất trên phần độ nhạy này, nếu mà nói về cái ưu điểm của nó hay nhược điểm của nó là tôi chỉ có thể nhìn một lúc hai biến rủi ro tác động cùng lúc thôi. Nhưng mà như tôi nói với các bạn là một dự án có N biến rủi ro thì nó không tác động từng nhái hoặc từng cặp một mà nó sẽ tác động cùng một lúc. Nếu nó tác động cùng một lúc, tác động cùng một lúc ở đây nó chỉ nhìn được hai chiều, hai cái thì lúc đó khi tác động cùng lúc N biến rủi ro nên tôi làm thì chả làm được cái gì cả bằng cách mà sử dụng phương pháp mô phỏng CP Chris Campbell đó, nên là cái phương pháp đó thôi chứ không còn cái gì cả nhá, đầu tiên phải đo. Vâng, đó là cái như vậy thì chúng ta có cái phương pháp thứ hai
À, như tôi nói với các bạn, đó chính là cái nhược điểm của cái quan hệ này, là nó chỉ nhìn được đến hai chiều, còn các bạn ngồi chiều nó không nhìn được, nó không làm được. Lúc đó nó phải dùng đến phương pháp thứ ba, đây là phương pháp thứ ba, mô phỏng siêu hình. Dạ, mô phỏng siêu hình. Như vậy thì cái phương pháp thứ hai là chúng ta dùng phương pháp tình huống. Đó. Tình huống thì bạn thấy ít nhỏ, nhưng mà các bạn cứ chỉnh cho bạn bảo người ta đưa vào ba tình huống cũng đúng. Nó là tình huống. Vâng, cho nên các bạn nhìn thấy là khi tôi dẫn với các bạn, tôi cho các bạn bài tập như thế là để giảm bớt cho các bạn. Đó. Những cái tình huống như thế này là tôi chỉ cho các bạn. Và một, nếu mà một thì nó không phải là tình huống, nó một tình huống duy nhất thì bài của các bạn đây là hai tình huống và ba tình huống trở lên, bốn tình huống, năm tình huống là tôi bỏ bớt đi đó, cho nên các bạn. Vâng, khi các bạn thì là các bạn đưa vào là đã chưa đúng, đã chưa đúng, nó em là tình huống rồi. Yeah. Như vậy giả sử như chúng ta sẽ có là chúng ta đặt ở đây ba tình huống để cho nó đơn giản thôi. Yeah. Như vậy tôi sẽ có là tình huống, tôi gọi là tình huống tốt đi. Tôi không dám nói tốt nhất mà tôi chỉ nói tình huống tốt, tình huống cơ bản và tình huống xấu. Ba tình huống như thế này, một, hai, ba như thế này, thì nó lại còn tùy theo cái biết của chúng ta ở đây. Ví dụ như nếu mà là giá bán ra, vâng, ví dụ như ở đây tôi để tình huống tốt, giá bán ra thì nó phải tăng. Ví dụ như giá bán ra tăng 5% mỗi năm, cơ bản là không tăng. Xấu là giá bán giảm, này là giá bán này. Giảm 3%. Cái này nếu tôi để giá bán. Cho nên các bạn phải nhìn những ngữ cảnh. Bây giờ các bạn nhìn, nếu bây giờ tôi là nguyên nhân vật liệu thì cái tình huống gốc nó lại là tình huống giảm, đúng không ạ? Vâng, đây mới là tình huống gốc này, giảm 3% mỗi năm, cái này cũng đủ. Còn này tình huống xấu là tình huống tăng. Vâng, 3% mỗi năm. Các bạn nhìn thấy, cho nên các bạn phải nhìn nó và chúng ta phải biết được là lúc nào thì dương, lúc nào thì âm, các cái tình huống khác nhau. Và có thể là cái con số đây là tình huống thứ tư, ví dụ nó giảm 5%, tăng 7% hoặc tăng 3%, rất nhiều lắm các bạn ạ. Đó, cho nên là ở đây chúng ta không nói tình huống có rất nhiều, và như vậy tôi kết hợp với các bạn. Nha. Như vậy để đưa vào tình huống thì như tôi nói với các bạn là tôi đã dẫn với các bạn. Tình huống ở đây thì chúng ta có tình huống về, vâng, tình huống về giá bán là 1. Tôi sẽ cho các bạn giá bán là 1. Thứ hai là giảm mua nguyên liệu. Và thứ ba là tình huống về công suất sản xuất. Để cho các bạn còn cái thay đổi của nó hơn cho nó hoạt động. Còn nếu mà tình huống mà tôi gọi là tình huống tĩnh, đó là tình huống cơ bản. Đây là tình huống cơ bản, là tình huống tĩnh. Nó không động lại gì hết, nó không thay đổi gì hết, nó bằng không. Tức chỗ này là bằng không. Hả? Vâng, cái tỉ lệ thay đổi nó là bằng không, cho nên nó gọi là tình huống tĩnh, tình huống cơ bản. Hả? Như vậy người ta cho tăng hay là cho giảm là tùy theo, vâng, tốt hay là xấu hay là như này, thì các bạn phải chú ý nó để chúng ta dựa vào. Vậy khi chúng ta phân tích rủi ro, hay là khi chúng ta thẩm định một cái dự án, là bao giờ người ta cũng dùng một cái phương pháp, hay là người ta dùng một cái trường hợp hay là tình huống, đó là tình huống cơ bản, tình huống không có sự thay đổi, bắt đầu nó là tình huống mình tính nó, tình huống này. Vâng, dùng tình huống nha, cơ bản để phân tích, để phân tích thẩm định đó. Sau đó thì tôi mới bắt đầu mới đưa vào hai tình huống là tăng và giảm như thế này, đọc nó để tôi xem cái độ dao động của nó, bắt đầu tính đến cái rủi ro, tính rủi ro hay là xác định rủi ro bằng cách đưa vào đây và tình huống xấu hoặc là tình huống tốt. Tôi chỉ cần đưa vào cái nhìn nó, cho nó biến động. Chứ các bạn đừng có làm
À, như tôi vẫn nói với các bạn là ngay cả các học của tôi thế, các bạn ấy không nghĩ. Tôi dùng cái này, khi tôi phân tích cái này là tôi dùng độ nhạy tôi làm. Tôi sang ngay lập tức các bạn. Nhóm các học của tôi các bạn ý, một cái dự án như thế các bạn ấy làm 3 bộ luôn. Bộ thứ nhất, đầu tiên là các bạn được tình huống cơ bản. Bộ thứ hai các bạn làm tình huống tốt. Bộ thứ ba các bạn làm tình huống xấu. Không ai tao làm gì nữa. Vậy nó chỉ có một tập một duy nhất thôi. Đó chính là cái phần vâng, cái report báo cáo thẩm định người ta chỉ có một mình cái tình huống cơ bản này. Sau đó ở cái phần đánh giá của rau người ta mới đưa vào xấu ngày tốt như thế này thì người ta dùng độ nhạy thì nó là dùng độ nhạy thì nó là. Sau đó thì các bạn chú ý nó. Và cuối cùng khi mà cái tình huống khi mà cái phương pháp thứ ba mà chúng ta sử dụng nó chính là khi mà tôi phải xem tất cả cùng một lúc n biến rủi ro. Đó, cùng một lúc n biến rủi ro là thì chúng tôi phải dùng phương pháp này, đó là chính là phương pháp mô phỏng CB Crisanov. Các bạn nhìn thấy. Đã. Sau đó thì các bạn có nói là cái CB này các bạn cái nhược điểm của nó là vâng lâu rồi nó cũng vân vân các bạn, cái đó nó lâu lắm rồi. Bây giờ cái CB này các bạn nhìn thấy là cái mô phỏng của nó cực kỳ nhanh luôn. Tôi vào ví dụ như cái dự án của chúng tôi có đến 3.000 dòng thì tôi chạy nó chỉ khoảng 1-2 phút là nó xong hết 10 mấy ngàn lần, 20 ngàn lần, nó chạy cực nhanh luôn. Hồi xưa nó chạy bằng cái phần mềm Lotus 1-2-3 này, cái dụng dịch như thế này mà chạy đến vài ngày nhưng bây giờ thì không có. Các bạn nhìn thấy tốc độ cực kỳ. Cho nên là các bạn yên tâm, thì không biết là máy của mình như thế nào. Năm ngoái tôi vừa chạy cho các bạn chỉ có 500 lần mà tôi cho một đầu giờ đến cuối giờ nó vẫn không xong. Hôm nay thì không biết nó có nhanh hơn không, tôi không biết. Bây giờ các bạn vâng, những cái lúc như thế này là các bạn và tôi nói với các bạn đem máy theo để các bạn học, nhưng mà tôi không biết là các bạn em theo máy các bạn có kéo phần mềm xuống để các bạn học hay không, nhưng đến khi các bạn bắt đầu vào làm bài tập các bạn không biết làm. Vâng, bây giờ các bạn mới vâng các bạn lấy cái chương cái phụ lục của chương 8 mà tôi đã gửi cho các bạn ấy. Thấy chưa, các bạn có cái chương đấy chưa? Bài toán nó cho các bạn như này để các bạn cho nó nhanh chứ không có gì hết. Hả? Chúng ta có là thiết bị ở đây hay là tài sản cố định ở đây là 10 tỷ. Chúng ta có thu nhập của cái thiết bị này là 17. Và các bạn có thể thấy là nó hoạt động thu nhập của nó có thể là năm thứ nhất. Sau năm thứ nhất là nó tăng 15%, 25% trong 4 năm. Dự án 4 năm. Rồi, chi phí đầu tư, chi phí biến động tính biến đổi là 60% của doanh thu. Rồi, chi phí cố định là 2 tỷ Việt Nam đồng. Và thuế là 25% là lâu lắm rồi. Và số 2 phải đứng thẳng cho dễ. Vốn lưu động là 4 tỷ. Và sức chiết khấu của cái dự án này cũng như là 15. Rồi, ok. Bây giờ các bạn mới và mới nhìn thấy là chúng ta có một cái bảng người ta bắt đầu đưa vào để tính cơ lưu. Các bạn nhớ là để tính cơ lưu thì chúng ta vâng phải tính được các cái bảng phụ của nó. Ví dụ như chúng ta tính bằng phương pháp trực tiếp hay là chúng ta tính bằng phương pháp gián tiếp. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta tính lãi ròng rồi, chúng ta tính bằng phương pháp gián tiếp nha. Thì chúng ta có chúng ta thì bài thôi. Các bạn có ở đây năm đầu tiên là 17. Đúng không ạ? Và những năm sau các bạn nhìn thấy là chúng ta lấy và cái hàng đầu tiên đấy là 17 đấy các bạn. Và nhân với 1 cộng với C9 là vâng, các bạn kéo xuống đây là C9 của chúng ta là 15% đó. Thấy à? Rồi các bạn đóng hoặc là các bạn enter ra. Nhá, tương tự như thế thì cái thằng bên cạnh nó nhá. Vâng, này. Thì các bạn sẽ lại thấy là tôi lại lấy cái thằng E bên cạnh nó là N cốt của cái năm đó, tôi nhân với lại 1 cộng với lại 25%. Đã, từ đó trở đi là 25% đó, cho nên các bạn nhìn thấy tôi không thao tác lại nữa. Các bạn cố gắng về, các bạn học dùm tôi cái đó đi. Biến phí thì chúng ta bằng 60%. Xin lỗi, đúng rồi, biến phí là chi phí biến đổi đấy. 60% của doanh thu thì các bạn cứ việc lấy
cái hàng ngày. Đã, các bạn nhân với 60%, các bạn tài cố định 60%, các bạn cái hàng thì các bạn có được cái hàng định phí. Định phí thì các bạn đặt nó bằng và các bạn lấy bằng lấy xuống. Đã, các bạn lấy xuống 2 tỷ ở chỗ này, các bạn đưa xuống đây. Ok. À, khấu hao tài sản thì các bạn nhìn thấy là máy móc thiết bị ở đây của chúng ta là 4 năm đó. Và khấu hao theo đường thẳng thì các bạn chỉ được lấy 10 ở chỗ này, các bạn chia trên 4 đó. Thì các bạn có 2.5 ở đây, các bạn nhìn thấy cài cố định hết tất cả nhé, tại vì nó bằng nhau hết rồi. Như vậy thì cái thu nhập trước thuế này các bạn sẽ lấy doanh thu trừ biến phí, trừ định phí 2, trừ biến phí cộng định phí, đó là trừ chi phí gì rồi. Sau đó các bạn vâng cộng với cả cái khấu hao tài sản đấy nhá. Rồi, sau đó các bạn có được đấy là thu nhập trước thuế là OBD đánh thuế thu nhập, tức là các bạn lấy 2.3 này các bạn nhân với lại 25% thì các bạn có cái thu nhập trước thuế. À, các bạn có thuế thu nhập, sau đó các bạn trừ thì các bạn có cái lãi ròng nằm ở đây. Ok. Rồi. À, phần này là phần là các bạn phải biết là cái bài của các bạn phức tạp hơn nhiều chứ nó không có đơn giản như thế này. Sau đó các bạn bắt đầu đưa vào tính cái bảng value của các bạn. Đã. Vâng, ở đây chúng ta sẽ phải lập cái bảng báo cáo value theo cái phương pháp giả thiết. Chúng ta có value của hoạt động. Chả cấu nào. Các bạn biết được trên bài của các bạn không cần như thế, chúng ta dùng ngay edit. Các bạn nhìn thấy. Vâng. Như vậy chúng ta thu hồi vốn lưu động khoản mà các bạn thu hồi á, là chúng ta có là tài sản cố định là 1 và cái vốn lưu động. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đơn giản, rất là đơn giản. Khi mà chúng ta các bạn phải làm cả một cái bảng vốn lưu động. Rồi cấu hao tài sản cố định vân vân. Như vậy ở phía dưới này của các bạn nhu cầu vốn lưu động vào bao nhiêu? Thì ở đây cũng này của bài tập của tài chính mà. Thì các bạn thấy là thu hồi lại bấy nhiêu chỗ đó đó. Đã, cho nên nó bằng 4 đó. Đã, sau đó thì các bạn tổng chạy từ lãi ròng cộng khấu hao cộng thu hồi vốn lưu động thì các bạn có con số này. Các bạn thấy sum không? Sum từ quét kéo ngang. Rồi. Phần nguyên lưu đầu tư các bạn sợ vào đây. Đối với cái bảng báo cáo nguyên lưu mà theo phương pháp gián tiếp thì các bạn cái gì vào dập vào, cái gì vào chúng tôi thì mang dấu cộng và cái gì ra khỏi chúng tôi mang dấu trừ. Ok. Như vậy các bạn phải đặt dấu trừ ở đây. Vâng, 10 tỷ ạ. Và nó sẽ tùy mà. Nhu cầu vốn lưu động bằng 4 nè. Nhu cầu vốn lưu động bằng 4 tỷ nè. Chúng ta nói tổng, nguyên lưu đầu tư như vậy cộng hết. Nguyên lưu động. Ngày chúng ta không có lãi vay, vốn vay. Cho nên các bạn nhìn thấy các bạn lấy nguyên lưu từ đầu tư, nguyên lưu từ hoạt động cộng với nguyên lưu từ đầu tư, các bạn có cái dòng cuối cùng này. Đã, các bạn có cái dòng cuối cùng này. Đã, toàn bộ cái dòng này. Rồi, sau khi các bạn có được cái dòng đó rồi, thì bây giờ các bạn mới tính cái LVV của nó. Đừng nói giờ các bạn chưa biết tính LVV nha. Vâng, giá bất đấy. LVV. À, các bạn lên cái suất chiết khấu 15% này đưa vào đây. Số cái này là nhắc các bạn nha, là các bạn tất cả các bảng tính ở phía dưới là chúng ta không dùng số thô để đưa vô nha. Nhắc một lần nữa nha, chứ không là các bạn chạy được nhảy không có được, nó không có nhảy đâu. Rồi sau đó các bạn vào cái lưu này C ạ. Vâng, xếp 1 cho đến xếp N này. N cộng 1 này cộng lại, nối lại xếp phần này. Là các bạn đặt một số. Các bạn muốn hai số thì các bạn đẩy ra, các bạn muốn một số các bạn nhiêu đó. IRR. Các bạn vặt nó bằng và lấy IRR sinh tốc của nó, các bạn vặt nó, xin lỗi. Thú một chữ R nữa. Rồi. Các bạn quét từng xe không cho đến. Rồi. Đóng ngoặc. Ok. À,
cho là cái số này cho nó cuốn quá, giảm số từ 3 số. Và bây giờ nếu mà các bạn, tại vì ở đây tôi không có cho các bạn cái MIRG, các bạn nhìn thấy tôi để MIRG đó. Khi các bạn làm MIRG thì các bạn sẽ thấy nó bằng như này. Nó đi như là của IRG thôi. Thêm một chữ nào nữa. Rồi các bạn quét y chang như thế. Các bạn vào xuất chiết khấu lần thứ nhất. Vào xuất chiết khấu lần thứ hai. Enter. Các bạn nhìn thấy mở IRG bao giờ nó cũng nhỏ hơn cái IRG. Nhưng nó là cái ổn định. Nên bây giờ chúng ta dùng MIRG không thì cách dùng IRG. Ok, rồi bây giờ tôi đang muốn là đến đây rồi thì các bạn mới làm được phân tích đột nhảy. Đầu tiên là tôi sẽ dùng đột nhảy một chiều với các bạn. Thế thì tôi nhìn ở đây và tôi nhìn thấy thu nhập. Thu nhập của tôi đó. Cái này biến thu nhập này của tôi là biến rủi ro rồi đó. Thế thì lúc này tôi để tôi có thể dùng về thu nhập một tức là đột nhảy một chiều thì ở đây tôi gõ số khô nhé, chỗ này là tôi gõ số khô. Tôi muốn nhìn xem là bất động của nó. Ví dụ như là ở đây là 17 thì tôi có nhất định là ở trên cái hàng mà tôi đánh tôi phải có một con số nó giống với các cái con số mà tôi đã sử dụng ở trên cái hàng này là 17 này. Thì như vậy ở đây của tôi sẽ đánh này. 12 cũng được, 13 cũng được, 14 cũng được, ví dụ như 14 đi, lấy một con số khác đi rồi. Tôi phải có một con số bằng 17 để nó tham chiếu cho tôi. Và tôi có một con số 20. Cái càng lớn thì nó càng dương, tại vì 17 mà đã dương rồi thì 20 nó càng dương nữa, cho nên tôi không lấy tiếp ở bên kia. Tôi chỉ lấy ở phía bên này rồi. Để tôi xem nó. Rồi, phía bên này, hàng bên này thì các bạn bắt đầu chép. Chép của cái công thức của cái bên này, tức là chép của cái kết quả đặt ở đây. Lúc này là các bạn phải đặt số bằng và chép cái công thức này xuống. Chứ không gõ số khô vào nha. Chép. Nó ở chỗ đó nó được link hết toàn bộ. Bài tập của các bạn biết tham lên là, tức là cái dữ liệu của các bạn đó. Các bạn chép xuống, đặt số bằng và chép xuống từ cái kết quả đó. Ok. Sau đó bắt đầu các bạn quét. Đặt quét như này. Thấy chưa? Rồi các bạn vào ở trên Excel của chúng ta có cái data này. Thấy chưa? Data này, các bạn mở data ra. Các bạn lấy hàm what if analysis ra. Rồi, các bạn lấy data table và cuối cùng. Thấy chưa? What if, thấy chưa? Rồi, các bạn lấy data table ra. Rồi, bây giờ nó hỏi các bạn là hàng hay cột? Hàng hay cột? Chúng ta ở hàng hay là cột các bạn? Hàng. Do vậy các bạn, chúng ta để hàng và chúng ta chạy lên cái 17 đó, con số 17 và ở trên mặt con số á, bốc vào ô này. Và con số đó các bạn nhớ trên mặt con số nó không được gài công thức gì hết, nó phải là con số thô thì nó mới nhảy đó. Nếu mà các bạn gài công thức ở đấy là nó có lỗi liền. Đó không ra đâu. Sau đó các bạn bấm OK. Rồi. Các bạn nhìn thấy nó ra hết rồi đó. Bây giờ các bạn mới nhìn nữa xem là bài mình làm có đúng hay không. Đây là ô tham chiếu. Nếu cái bài của tôi thu nhập là 17 thì nó NPV của tôi là 3.6 và cái IRG của tôi 25.6, đúng rồi. Đúng chưa? Vâng, vậy là bài của tôi là đúng. Có nghĩa là nếu mà dự án của tôi, thu nhập của tôi giảm xuống chỉ còn có 14 thôi, vẫn dương. Thấy không? Vẫn dương, tức là vẫn đạt là 0.515 và ở đây của tôi là IRR là 16.5, vẫn lớn hơn 15%, đúng không? Vâng, còn nếu mà dự án của tôi đạt đến 20% thì NPV của tôi lên đến 6.8, càng lớn hơn và IRR lên đến 34.2. Thấy chưa? Rồi, giả sử như các bạn nhìn thấy là nếu tôi làm, nếu mà nó xuống đến 12 này, các bạn nhìn thấy âm rồi đó. Nhá, âm rồi đó. Bây giờ các bạn, ví dụ như các bạn muốn tôi làm lại cho các bạn xem, tôi xóa rồi. Tôi xóa, tôi delete nó toàn bộ. Bây giờ tôi muốn tôi dịch chuyển ra đây để cho các bạn xem là nếu mà nó đến đâu thì nó âm,
Giả sử như ở bên này chúng tôi có 12 này. Rồi, tôi quay lại thôi, chưa có gì đấy. Rồi, tôi vào, các bạn vào data, các bạn vào từ what if, lấy data từ bộ này. Và các bạn lại chạy đến thông số nhé. Bốc vào. Rồi, ok. Rồi, các bạn nhìn thấy cái này mình vẫn đúng. Vậy là nếu mà dự án của tôi thu nhập nó giảm xuống thì có 12 luôn. Vâng, dự án đầu tiên. Vâng, đấy là đột nhiên một chiều. Bây giờ tôi mới xem chi phí biến đổi, chi phí của tôi, tác động của chi phí nhá. Nào, tác động của chi phí của tôi ở đây là 60% này, các bạn nhìn thấy. Nhá. Bây giờ tôi mới đưa vào đây. Như vậy, chi phí mà càng nhỏ. Và bây giờ của tôi trả đây là 70%, nếu mà chi phí biến đổi nó lên đến 70% thì sao? Rồi tôi lại chạy lên. Vâng, tôi lại chạy lên cái này là C40 và C41 nha. Vâng, tôi lại chạy lên cùng cái chỗ kết quả ban đầu của NPV đây. Tôi là C40, C41. Công thức nó được gài hết xuống dưới ở trên cái thằng đó, cho nên là độ nhạy nó nhảy, nó rất là nhảy luôn. Rồi bây giờ tôi bắt đầu lại quá. Vâng, tôi lại vào data table, giờ nó có sẵn ở đây rồi, tôi chỉ mở lấy data table thôi. Các bạn nhìn thấy bây giờ chúng ta vẫn đang ở hàng đúng không ạ? Vâng, chúng ta vẫn đang ở hàng, cho nên các bạn lại bấm vào 60% ở trên con số chỗ này, con số mà tôi đã được dùng để tôi đưa vào bảng tính, tôi tính. Ok. Rồi, bây giờ các bạn nhìn đây chính là cột để chúng ta tham chiếu. Và chúng ta thấy đúng rồi. Nếu mà chúng ta dùng 60% chi phí biến đổi thì NPV của chúng ta bằng 6.3.6 và IRR là 25.6%, đúng không? Đúng rồi, vậy thì bây giờ chúng ta nhìn nếu vâng, chi phí biến đổi của chúng ta giảm chỉ có 50% thôi thì NPV tăng lên 8.1 rồi, thấy chưa? Và IRR là 37.7. Nhưng nếu mà NPV của trường chi phí biến đổi của chúng ta tăng lên 70% thì dự án lúc này là gì? Lỗ rồi. Nó chỉ còn có âm 0.8 thôi, và lúc này mình nhìn đây là mình biết IRR nó chỉ có 12.6 thôi. Và 12.6 nó nhỏ hơn 15 rồi. Đúng chưa? Vâng, đó chính là cái độ nhạy mà tôi nói rồi các bạn. Hả? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem độ nhạy 2 chiều. Đó là độ nhạy một chiều, tôi cứ đưa từng biến một tác động vào để tôi xem tác động. Và như vậy thì chỗ này các bạn được gọi đây là niềm hiệu quả của dự án. Các bạn tô màu vào, và ví dụ như các bạn cần hòm để các bạn vâng, đây là niềm hiệu quả của dự án. Còn đây các bạn tô, đây là niềm hiệu quả của dự án. Các bạn nhìn, đó là niềm hiệu quả của dự án. Còn trên cái hộp như thế là chúng ta loại bỏ. Rồi, bây giờ các bạn theo kịp tôi chưa? Trên bàn thì nhìn rất khác, của bên này thì đủ sao nhỉ? Cái bản từ cái bản số trên phòng một không. Cái nhỏ bên bên trên cái bàn một ba sẽ phải tận dụng trong này có không ba nó. Nó không quan trọng, cái đó bây giờ trên người trên các bạn có thể gọi rõ ràng mà. Vậy thì em xem trên bài của em nó, em nhìn trên nó có bài công thức hôm nay nó chỉ là con số thôi. Nếu mà chỉ là con số thì nó chỉ là phải nói. Em chào các bạn. Hả? Ở trên cái thuật toán trên cái bảng tính nó có công thức không? Nó có công thức không? Rồi như cái bảng tính ở dưới nó có công thức không? Có. Nó có công thức thì nó phải nhảy chứ. Và nếu không thì vậy là bài của bạn rồi. Nó là máy của bạn rồi, chứ còn đây máy ở trên này nó cũng tính được mà. Sao? Cả nên cũng mà
IRR của cái bên NBV. Muốn biết được em muốn xem cái gì nữa? Cái tính NBV hồi nãy muốn tính đó. Thì cũng là 3,7 mấy. Thì sao NBV này bình thường mà em đặt tấm bằng em có cái NBV thôi. Sau đó em mở bằng ra em lấy trên này của em, ở trên này là xuất chiết khấu 15% các bạn, xuất chiết khấu 15% nè. Lấy xuống. Cái này cũng dậy bắt trời, cái này tôi đi qua, tôi chủ yếu với các bạn là cũng chạy đường nhảy thôi. Sau đó các bạn quét nè, nguyên liệu là các bạn quét nè. Và từ CS1 cho đến CS1 này nó không phải. Cộng với lại CS0 nè. Anh ở thì nó ra, tôi đâu có thể. Cái này cái bút bây giờ. Chào lấy mà. Chào. Chào lấy là phải đồng loạt. Quãng đường sẽ không cho đấy. Đi nhanh đi mẹ kêu. Bây giờ về được. Đang không? Cô lên làm được. Đang không? Hả? Đang thế mà bình thường mà, các bạn phải ra bình thường mà. B15 hả? Toàn bộ cũng là nó không được link nữa. Nó không được link với cái con số đó. Rồi. Bây giờ các bạn bắt đầu nhìn tôi làm được nhận 2 chiều. Thế thì bây giờ tôi rõ. Nhận được nhận 2 chiều thì các bạn nhìn thấy tôi rõ. Đầu tiên bên này là thu nhập. Tôi rõ số 12. 17. 20. Nhạc. Tôi làm ba con số để cho nó dễ các bạn. Phía bên này tôi để, vâng, đó là chi phí biến đổi. Và tôi đưa vào đây 40%, cũng chẳng cần đến 40 đâu, 50, 60, 70. 50, 60, 70. Rồi, nếu các bạn nhìn thấy cái sale của hàng và bột á, nó chỉ còn có một cái sale nằm ở chỗ này thôi. Cho nên lúc này chúng ta chỉ nhìn được có một cái hàng mục tiêu thôi, hoặc NPV, hoặc IRR, hoặc NIRR thôi. Chứ không nhìn, còn kia các bạn muốn đưa bao nhiêu vào cũng được. Và bây giờ các bạn muốn dùng gì NPV nhé. Vâng, nếu NPV chúng ta đặt C40 vào đây, tôi lấy xuống. Nha. Phải đài có thức hướng thì nó mới đi và xuống đó. Rồi. Bây giờ tôi bắt đầu quét nè, các bạn nhìn. Rồi. Sau đó, tôi lại mở đặt cái table thôi. Vâng. What if analyst? Lại đặt cái table, bây giờ có cả hàng và cột, hoàn phải chú ý nha. Hàng của chúng ta là, các bạn nhìn thấy là thu nhập nha. Hàng là 17 đó, các bạn nhìn thấy hàng đó, là 17 là chúng ta nhảy lên đây.
À, sau đó chúng ta tắt nó xuống. Cột của chúng ta là chi phí biến đổi, đúng không ạ? Rồi các bạn, 60, đứng rõ 60 là phải bàn cái ô đấy nhé. Ok, rồi các bạn, ok. Rồi, các bạn nhìn thấy nó súng hết rồi đấy. Đây chính là ô tham chiếu của nó. Các bạn câu các bạn như thế này để các bạn nhìn nó. Rồi, khi các bạn nhìn thấy nó đúng và đã rất là, nếu mà trên bài của tôi dùng 10 thu nhập là 17 và chi phí biến đổi là 60% thì MVP của tôi là 3.6. Là các bạn biết bài của mình đúng rồi đấy. Cái đồng hiệu quả các bạn sẽ nhìn thấy nếu thu nhập của tôi mà 12 thì bắt buộc nó chỉ có vâng hiệu quả khi mà cái chi phí biến đổi của tôi là 50 rồi, đây là hiệu quả của tôi. Đây chính là miền hiệu quả của tôi. Đã. Còn nếu mà thu nhập của tôi là 17, chi phí của tôi là 50 thì là tăng lên 8, nhưng mà thu nhập của tôi là 17 mà chi phí của tôi lên 70% lỗ rồi. Các bạn nhìn thấy. Đã. Và nếu mà đương nhiên nếu mà thu nhập của tôi là 20 thì chi phí của tôi có 70% tôi vẫn dương. Đó chính là các kết quả mà các bạn nhìn thấy, đấy là miền hiệu quả của nó. Yeah. Rồi. Bây giờ cái nhóm mà các bạn vẫn để chưa biết phân tích tình huống, bây giờ các bạn nhìn tôi làm phân tích tình huống để đặt cho các bạn về nhà các bạn làm. Đấy là phương pháp thứ nhất. Đã. Các bạn dùng biểu hiện một chiều và hai chiều để các bạn đánh giá nó. Cho nên tôi có để một số các dự án của các bạn là tôi để sẵn cho các bạn là dùng cái biến đổi trong nào, còn không những dự án mà tôi không để thì các bạn tự chọn nó. Các bạn đưa mô nhé. Bên dưới để các bạn nhìn thấy cái độ chênh lệch của nó. Ok. Rồi. Bây giờ tôi dùng phương pháp thứ hai là phân tích tình huống. Nhóm của các bạn nào mà chưa biết làm phân tích tình huống, các bạn nhìn. Tôi lấy lại cái bài toán này của mình này. Như bây giờ là tôi phải vào nó này. Tôi đưa vào cái tình huống của cái thu nhập. Ví dụ như là cái thu nhập của tôi là giảm mỗi năm 5%, không đổi, và tăng mỗi năm 10%. Đó là tôi giảm tình huống. Tình huống có thể bằng 2, có thể 3, có thể 4 nha quý vị. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu tạo cái bảng điều chỉnh. Trước ở đó hệ số điều chỉnh nó không có cho các bạn đâu, mà các bạn phải tự tạo đấy. Như vậy đầu tiên các bạn phải tạo một cái ma trận. Các bạn nhìn thấy chúng ta có 4 năm mà 3 tình huống mà chúng ta phải tạo cái ma trận 4 cột, 3 hàng. Đó. Thì các bạn đặt nó thôi. Chúng ta đặt dấu bằng. Thì cái này các bạn đặt dấu bằng. Sau đó các bạn mở ngoặc ra 1 cộng với nhá. Thì các bạn để tình huống số 1. Đây là cái để tình huống số 1 số 2 này thôi. Rồi sau đó các bạn nhắc mũ không là nó bằng 1. Tại vì năm đó là nó sẽ bằng mũ không. Thì các bạn nhìn thấy nhá. Rồi thằng thứ hai, các bạn đặt dấu bằng 1 cộng vâng đóng ngoặc lại mũ 1 nha. Bây giờ là mũ 1 nha. Mũ vào cái ô này để cho các bạn học phải. Chứ không là các bạn cứ phải làm từng ô một cứ được lắm. Rồi sau đó các bạn gài cố định cái xe này là hết ốm lại. Rồi là sau đó các bạn kéo ngang. Bây giờ là không cần nữa vì tôi vâng các bạn nhìn thấy cái đủ 4 năm thôi nha. Mỗi năm nó giảm được tôi 5% mất. Rồi tôi đã tạo được tình huống thứ nhất với 4 năm. Bây giờ tình huống thứ hai, hoặc các bạn làm từng năm một, như vậy là từng kế hàng một tình huống, hoặc là các bạn làm cùng một lúc cho các bạn kéo ngang. Đặt dấu bằng 1 cộng 0. Đừng có lười nha. Rồi Enter. Đặt dấu bằng tiếp 1 cộng 10 tình huống thứ 3 4 cộng. Rồi, vì cái thằng này nó phải nhân, còn không thì các bạn không muốn nhân một của các bạn cứ làm từng cái một thôi. Và đặt dấu bằng 1 cộng
không mũ. Bây giờ là mũ một nha, mũ treo sang bên này mà làm nhé, hoặc là các bạn để số 1, 2, 3, 4 ở bên này cũng được nha. Là các bạn cứ để số 1 lên thấy đó thôi, sau đó các bạn dài bố thành thằng này lại cái bố nữa là số 3. Rồi một tập tiếp 10 mũ mũ một nha. Bạn thấy là cũng không, cho nên ở đây tôi không có số 0 nên tôi không có vào được, chứ không cứ kéo ngang được. Trên máy của các bạn là có 5, 0, 5, 1, 2, 3, 4 là các bạn bút vào số 0, các bạn kéo khỏi sạch làm từng cái. Sau đó các bạn vâng F4 ở đây. Ok này tôi phải cho ra vâng đẩy ra à, vì nó là hai số rồi. Bây giờ các bạn giống như thế này, cả hai cái gì một lúc. Vâng, các bạn kéo à, nó ra hết rồi đó. Được chưa? Vâng, cái nhập cái kia các bạn hiểu chưa? Rồi, ok, phải tạo được cái ma trận đó nhá. Đó là ma trận tình huống của các bạn. Bây giờ các bạn mới đưa vào để các bạn làm. Để không biết các bạn, vâng, cái hệ số điều chỉnh ở nằm ở chỗ này, cái số điều chỉnh tình huống hết theo 3 tình huống nhé. Thì các bạn mới vào, đầu tiên là vì bài của các bạn là chúng ta có một cái giá đã. Giá của 50, sau đó có hệ số điều chỉnh. Bây giờ ở đây thì chúng ta cái đơn giản lắm. Thế cho nên nó không cần như thế, hệ số điều chỉnh của ở đây thì các bạn vào. Đầu tiên, đã, các bạn nhìn thấy sử dụng hàm index. Thì các bạn mới quét vâng, và cứ vào index. Rồi, đầu tiên là các bạn quét khi ma trận thì muốn này, 3 thằng nha, quét cho đủ nha, quét thằng thứ 4 là nó không ra đấy. Vâng, tôi xin lỗi các bạn, tôi quên chỉ các bạn. Vâng, à, chưa thấy được. Bây giờ các bạn mới để ở chỗ này của các bạn là tình huống của các bạn là tình huống số 2. Tức là tình huống cơ bản chúng ta đang chọn tình huống xử lý của chúng ta là tình huống số 2. Nha. Sau đó thì các bạn để đây, như các bạn ô chọn. Các bạn để ô chọn, các bạn để số 2. Ví dụ vậy. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới này. Cái khoảng đến 5 này cho các bạn dễ hơn, chứ không có gì cả. Và các bạn chúng ta dùng hàng index. Xin lỗi. Rồi, nó phải ra được cái cột như thế. Và sau đó các bạn quét cái ma trận đầu tiên, ma trận 3 hàng 4 cột, ma trận tình huống. Vâng, sau đó các bạn đưa vào cái sao trọng của các bạn. Sao trọng của các bạn. Thấy chưa? Sau đó các bạn đưa vào tiếp. Bây giờ các bạn, tôi dùng cái sao trọng ở bên này cho nó dễ. À, các bạn để đấy cũng được. Các bạn tại vì ở chỗ này tôi không có 5 nào. Các bạn bắt đầu vào ô thứ nhất. Bước vào của cái 5 đầu tiên. Tại vì ở trên này của tôi không có, chứ không có để 1, 2, 3, 4, 5 nữa. Các bạn nhìn thấy. Bây giờ tôi cài cố định này. Tôi cài cố định F4 của cái vâng, của cái ma trận tình huống 4 cộng 3 hàng. Tôi cài cố định của cái ô trọng F4 luôn. Nhưng tôi để cái 5 1, 2, 3, 4 để cho nó chạy. Tôi không cài cái thằng đó. Rồi ok nó vào rồi. Sau đó tôi kéo ngang 4 5. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ các bạn mới muốn thử nó đó. Bạn nào ở đây có giá này, cái nhóm cái kia các bạn, ví dụ như ở đây các bạn có cái giá ở năm đầu tiên, ví dụ như giá ở đây các bạn sật xuống nó bằng 1000 đi. Các bạn để 1000 thì các bạn nhân với cái giá này thì nó ra cái giá điều chỉnh à, các bạn có được cái đó ra được. Bây giờ các bạn muốn xem là cái này mình làm đúng chưa, các bạn bắt đầu thử. Nếu tôi rõ ở đây ô trọng là 1, các bạn thấy nó xuống hết rồi đó, nó vào hết rồi đó, tức là giảm đó. Thì khi các bạn thấy là cái hệ số điều chỉnh của nó vào thì nó tự nhân với cái số điều chỉnh nó sẽ giảm xuống, đúng không ạ? Hoặc nhân với giá là nó tự
xuống là nó vào đúng rồi đấy. Bây giờ nếu các bạn hai thì các bạn biết rồi, bây giờ nếu tôi vào tình huống ba là tình huống tốt, nó tăng hết rồi đấy, thì các bạn biết là bài của các bạn để có điều chỉnh đã làm đúng thì ông tôi mắt ở phía dưới này nó sẽ điều chỉnh rất là nhá. Còn ví dụ như các bạn làm vậy thì ở đây của chúng ta có cái giá đầu tiên đi, giá của năm không khi các bạn vào, tôi lấy ví dụ đi, là giá của các bạn là 1.000 đồng đi. Và các bạn đương nhiên thì các bạn sẽ có cái giá điều chỉnh ở đây của các bạn sẽ bằng bằng cái giá lần này nhân với lại hệ số điều chỉnh thôi. Nhưng mà các bạn thấy dài cố định cái thằng này là và dài cố định cái thằng F4 này các bạn sẽ mang tới được các từ điều chỉnh thì giá ở phía dưới các bạn nhân vào thế thì có một số nhóm các bạn khi mà các bạn đưa xuống cái sân khu ấy, của các bạn ấy, mà có thay đổi đó là các bạn chú ý nó đó. À, nguyên vật liệu nữa thì tôi cái phần nguyên vật liệu mà thay đổi đó, thì tôi có nói với các bạn là chỉ thay đổi nguyên liệu chính của nó, còn tất cả những cái khác là không có thay đổi thì các bạn phải giữ nguyên nó và các bạn chỉ nhân với cái nguyên liệu chính của nó. Nhớ sáng thằng sáng là nó như vậy rồi, cho nên các bạn chú ý nó dùng tôi thấy các bạn đi nhân hết tất cả điều chỉnh là không có đúng, tôi chỉ có nguyên liệu chính thôi. Và sau đó các bạn chú ý nào, đây là tôi để đó, tôi lấy tạm cho các bạn thôi. Rồi thế thì bây giờ các bạn mới nhìn thấy là tôi đưa vào đây và hệ số điều chỉnh doanh thu các bạn sở ở đây và doanh thu các bạn nhìn thấy nhân với lại cái giá điều chỉnh hệ số điều chỉnh nhá thì các bạn có được cái dòng này. Do đó bây giờ các bạn nhìn thấy nhé, nếu mà tôi thay vào đây số 1 ở dưới nó gồm hết rồi. Còn nếu giờ tôi trả lại nó số 2 các bạn nhìn thấy hệ số nó làm như thế này. Bây giờ mà tôi trả nó số 3 nó xuống hết rồi. Nhà automat nó phải tự chỉnh như thế thì mới được. Rồi xuống thế này đi phí thì vâng, các bạn cứ nghiêm theo dân thu thôi. Định phí là 60% doanh thu, định phí các bạn sợp vào khấu hao tài sản các bạn chia 4 à, thu nhập trước thuế các bạn có, thuế thu nhập các bạn đánh nó và cuối cùng các bạn có dòng lại lãi vòng ở đây nha. Và cái trang này các bạn về các bạn xem thì tôi còn bây giờ tôi đang muốn chỉ cho các bạn khi tôi chạy đột nhiệt mà tình huống như vậy tôi chạy như thế nào. Vâng, như vậy thì các bạn nhìn thấy là cái video của chúng ta ở đây nha. Các bạn làm cũng tương tự như cái bảng ở trên thôi, tôi không có phải chỉ gặp các bạn. Như vậy, lúc này là nếu mà tôi ở tình huống 1 không đủ, thì các bạn nhìn thấy là NPV của tôi vâng, là 2.4, IRR của tôi là 22.12, mà IRR tôi ở đây tôi không làm nó. Vậy thì bây giờ tôi phân tích được nhận cho tình huống tôi làm cái gì nữa này. Các bạn nhìn thấy tôi bắt đầu rõ. Ở đây chúng ta có 3 tình huống và A nó có 4 tình huống. Các bạn nhìn thấy nó rất hay ở chỗ này nha. Nếu mà tôi gõ số 4 ở đây này, nếu mà tôi gõ số 4 ở đây này, nó có ra không? Không. Thì các bạn nhìn thấy không? Nó đã được định nghĩa rồi, nó chỉ có 4 cái cột ở chỗ đó. Thì có 3 cái hàng, thì chỉ có 3 tình huống, chứ không có 4 tình huống. Do đó các bạn, nó rất hay ở chỗ này. Bây giờ tôi gõ và tôi trả về nó số 3. Số 1 thì các bạn có 1, 2, 3 chúng ta có, 4 chúng ta có. Ví dụ như thế là các bạn nhìn thấy. Hoặc tôi trả đến số 2. Các bạn đừng lo là nó bị lỗi. Vâng, nó rất là. Còn nếu các bạn không muốn dùng cái phương pháp như của tôi ở đây là dùng cái hàm index thì đấy như bên thầy tiền thì làm việc các bạn dùng hàm ít. Nhưng hàm ít dài là cực khó. Cho nên tôi chỉ các bạn hàm index là như thế nhé. Rồi bây giờ các bạn để chúng ta xác định chỗ này chạy đột nhảy theo tình huống này chúng ta làm cái gì. Như tôi nói với các bạn, tôi xem tình huống tốt nhất bình thường và tức là cơ bản và tình huống xấu nhất cái gì. Các bạn gõ đây số 1, gõ số 1 nha, số 2 và số 3. Rồi sau đó và các bạn đưa vào đây cái trang bên này các bạn đặt lấy NPV xuống
nó phải phải được tính nha. Vâng, tính cùng lên với nhau đấy nha. Lấy là phải xuống, lấy đi là giờ xuống. Rồi, bây giờ các bạn quét vẫn dùng các con dây bổ. Vâng, các bạn lại vào quét ít, lấy đáp ra quét ít dây bổ. Thì bây giờ các bạn lấy cái gì ở đây, đặt cái gì ở đây bây giờ? Các bạn chạy lên chỗ tình huống chỗ này sang trọng đi. Các bạn vào chỗ sang trọng này, các bạn bốc vào sang trọng nha. Vâng, bốc vào ô sang trọng ở chỗ này, thấy chưa? Vâng, vì chúng ta ở đó mà. Các bạn đặt bấm ok, sau đó chạy xuống sang thử. Rồi chúng ta ô tham chiếu của chúng ta, nếu mà tôi đang ở tình huống số 2, RPP của tôi bằng 0.35 đó, tỉnh đó, IRR bằng 16.1, đúng chưa? Đúng rồi, ok rồi. Như vậy, nếu ở tình huống xấu nhất của tôi, ở tình huống xấu nhất của tôi là tình huống 1, thì dự án loại gì? Các bạn nhìn thấy up rồi, bởi vì IRR nó cũng 13.1 rồi. Còn nếu ở tình huống 3 là tình huống tốt, tăng giá thì đương nhiên tốt rồi. Thì NPV của tôi được 2.4 đi. Đúng chưa? Rồi. Các bạn làm cái này cô rồi phải không? Có ai chơi cái nào một tí? Có vẻ chưa được hiểu lắm. Hiểu rồi, đến đây là hiểu rồi cái gì? Ok. Đó là tình huống nhá, chạy đột nhảy tình huống là các bạn như vậy. Rồi, bây giờ ta mới mở đến các môn. Mình cho thời gian nhập lên mọi người. CB, các bạn làm cả chưa? Để luôn. Cho thời gian nhập đề đi. Sao? Em kéo một phát cho con vậy. Rồi, chưa? Cô nghĩ nó phải có một cái gì cho đấy các bạn, cô nghĩ nó phải có một cái gì cho đấy các bạn. Ôi. Đây là chiếc để vâng. Tôi lưu ý các bạn như thế này để giúp các bạn. Chưa sang được cái bên này, tôi có một số các bạn làm cái bảng. Vâng, cả nhà các bạn như thế này, tất cả các dự án của chúng ta mà năm thứ 2 mới bắt đầu hoạt động thì tất cả chỉ có bắt đầu năm thứ 2 thì chúng ta mới hạch toán. Vì thế, khấu hao của các bạn cũng thế là bắt đầu đưa vào năm thứ 2 chứ không phải là năm thứ nhất nữa. Cho nên các bạn vào, các bạn nhập vào từ năm thứ nhất nhưng mà các bạn sắp năm thứ 2 nó mới khấu hao. Nhớ nha, cho nên các bạn đẩy lùi nó, nhắc nhau tình em á, nghe đó các bạn mà có cái vần hoạt động bắt đầu từ năm thứ hai là các bạn phải dùng hết khấu hao xuống một năm nha, là một. Vâng, các bạn tính như thế. Và các bạn chú ý nữa là khi các bạn làm cái khấu hao, tôi đã dặn các bạn rất nhiều rồi nhá, các bạn luôn bị lỗi hay tôi cũng phải sửa với các bạn này. Để tôi qua lại đây lấy cái. Vâng, nếu các bạn chế được tôi cũng chỉ các bạn trước, còn bây giờ tôi tập bên này ví dụ đây. Phần khấu hao này, đây.
Vâng, tôi lấy ví dụ bằng số 5. Có một số dự án thì các bạn nhìn thấy tôi để dự án của người ta là 10 năm, tôi lấy ví dụ nha. Vâng, năm của dự án là 10 năm. Nhưng mà máy móc thiết bị của các bạn đi vào, ví dụ như là thiết bị của các bạn thì chỉ có 7 năm thôi. À, 6 năm gì đó. Nha. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn khấu hao, ví dụ như các bạn phải có 10 năm. Các bạn nhớ là bảng mà tôi cho các bạn ở trong đó nhiều là đủ phích cho các bạn tập dư, không muốn bản thiếu thì không muốn. Vâng, thế nên các bạn nhìn thấy ở đây của chúng ta là khoảng tính. Dạ, các bạn có 5 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ví dụ thế. Giảm nguyên tích. Và các bạn là nhìn thấy là nó vào từ đây, tức là bắt đầu từ năm 1 này các bạn cấu hao 7 năm mà 1, cũng như 100, 100, 100 100, 100, 100, biến ra đây. Và nó vào đến đây rồi thì chỗ này của các bạn đã bằng 0. Đúng không ạ? 7 năm nó hết. Thì các bạn bắt đầu mới vào lại đưa đây vào cho tính dự án của chúng ta đến tận 10 năm rồi. Tức là các bạn phải nhập thêm máy móc vào đây thì đưa lên đây là tài sản cố định đầu tiên này. Đầu tiên. Đã. Nhưng mà thực ra là các bạn cuối của cái năm thứ 7 này đã bằng 0, bằng 0 rồi thì tài sản cố định cuối kỳ chỗ này là các bạn đã phải vào tiếp. Và các bạn phải vào đây tái đầu tư chỗ này. Cuối của kỳ này nó mới vào đầu của kỳ này. Các bạn nhớ chứ còn các bạn để không có chỗ này không đúng. Không chỗ này không đúng. Nhạc, không chỗ này vào đây cuối kỳ này nó mới được. Có nào không đúng. Cho nên các bạn bắt đầu phải vào từ đây là tái đầu tư đó. Nó phải cuối của năm thứ 7. Các bạn để lấy rất cấp kỹ. Bắt đầu vào cuối năm thứ 7 là tái đầu tư rồi mà chẳng ai làm đó. Các bạn nhớ nhá. Đó là cái chỗ nào nó bắt đầu vào. Đấy, nữa với các bạn nữa là tôi nói với các bạn nữa là vâng, các bạn chú ý đó là khi mà tình huống thay đổi, cô cho thay đổi cái gì thì đặt nha. Nhưng các bạn nhiều khi các bạn tự đặt phòng các bạn. Rồi bây giờ cái phần mà lịch trả nợ. Cô thấy cái phần lịch trả nợ này thì nó rất là đơn giản, nhưng mà cô giảng ở đây xong cô cho cả các bạn. Và nếu mà tôi thấy các bạn thì không có. Đây, tôi lấy phần lịch trả nợ cho các bạn. Cái này thì là tôi cũng đã gửi đến các bạn. À, chú ý dùng tờ gốc trả gốc. Vâng, gốc đều hay là thanh toán đều dùng tờ một lần nữa, không có thời gian nhiều của các bạn nhá. Và cái này là tờ giảm từ một cái chữ dẫn chứ không phải là. Vâng, bây giờ các bạn nhìn thấy này, nếu đây này mà các bạn nhìn thấy gốc trả đều, gốc trả đều lại theo số dư nợ đầu kỳ đó, gốc mà tôi đã chia đều như thế này rồi thì khoảng thanh toán các bạn nhìn thấy không bao giờ đều cả, bởi vì là gốc trả đều gốc mà cộng với lãi vay đầu kỳ lại sẽ phải sang số dư nợ đầu kỳ rồi thì cộng hai cái khoản đấy vào khoản thanh toán ở đây thì nó không bao giờ bằng nhau cả. Cho nên tôi nhìn vào bảng tính của các bạn và tôi biết các bạn bị lỗi. Ở đây các bạn lại vừa gốc bằng nhau mà vừa thanh toán đều thì tôi không hiểu là các bạn làm như thế nào để ra được số đó. Thì cuối cùng chỗ này cũng nó cũng bằng không được thì các bạn cũng đánh đổi như thế nào. Vâng, nó không thể như thế được. Rồi, như vậy thì các bạn làm gì ở chỗ này? Dạ. Các bạn chú ý nó. Đầu tiên là các bạn cứ vâng, đặt nó thôi. À, dư nợ cuối kỳ các bạn đặt nó bằng lấy xuống. Vâng, nhớ nhá, chỗ này là các bạn có cái bảng. Vâng, các bạn lấy đây tổng vay, tôi lấy ví dụ ở đây tổng vay tôi rút nó xuống đây. Tôi gọi là tôi rút nó xuống đây. Ví dụ như dư nợ cuối kỳ tôi lấy con số này để cho các bạn nhìn nó thôi. Tôi làm cái thao tác cho các bạn. Nhạ.
các bạn đặt dấu bằng lấy xuống, lấy thằng này xuống. Tôi để cho các bạn ở ngay đây là đặt dấu bằng và kéo cái bảng xuống xuống để cho các bạn dễ làm, khỏi chạy lên chạy xuống được enter. Cuối kỳ này là đầu của kỳ kia. Lãi vay phải trả thì các bạn thấy nó bằng dư nợ đầu kỳ nhân với lại gì nhỉ? Lãi suất đúng không ạ? Rồi, như vậy lúc này các bạn cài F4 của thằng này lại thì lãi vay nó không đổi. Các bạn có con số ý trả nợ gốc. Bài toán của chúng ta đang gốc trả đều, nhớ nha, chỗ này là gốc trả đều. Thì tôi chỉ việc lấy cái số dư nợ đầu kỳ ở đây là 2625 này, tôi chia cho 3 kỳ này, tức là đúng bằng 2625 đầu kỳ chỗ đó, tôi chia cho 3 ở chỗ này 3 kỳ. Cài cố định hết tất cả gốc trả đều mà. Các bạn cài cố định hết chỗ này lại cho tôi, enter nó. Rồi, sau đó khoản thanh toán các bạn cộng hai cái lại đúng không ạ? Gốc và lãi. Và các bạn đặt dấu bằng. Chúng ta lấy gốc cộng lãi. Chúng ta có nó. Rồi. Dư nợ cuối kỳ thì các bạn sẽ lấy dư nợ đầu kỳ trừ gì đây? Hả? Trừ gì? Dư nợ cuối kỳ thì lấy dư nợ đầu kỳ trừ gì? Trừ gốc nha. Rồi. Rồi. Sau đó các bạn kéo thôi. Đó. Mui ở đâu? Rồi xong rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi mà. Thì chữ mui ở đâu vậy? Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem phương án là chữ ưu đãi. Rồi, giả sử vẫn là cái bài toán này đi. Thanh toán, vâng. Thanh toán đều đi. Ở đây là phương pháp này. Vâng. Rồi, tôi kéo thằng này lên đây. Nếu thanh toán đều thì sao? À, thanh toán đều thì các bạn làm như này, các bạn chuyển nó một chút xíu, các bạn dư nợ đầu kỳ trước, lãi vay phải trả đến khoản thanh toán, dư nợ đầu kỳ một trước, lãi vay hai, lãi vay phải trả là thứ hai, khoản thanh toán là thứ ba, trả gốc là thứ tư, à, trả gốc là thứ tư và dư nợ cuối kỳ thì vẫn là thứ năm. Nhạc bây giờ tôi đảo nó một chút. Đã, còn không các bạn để như thế cũng được, nhưng mà các bạn phải chú ý nó. Tôi lấy cái thủ vấn đề chỗ đó, tôi lấy xuống. Đã, tôi đặt xuống bàn. Đã, lấy xuống. Nhóm cái nhìn nha, chứ đừng có nói không biết, cũng là tôi buồn lắm đấy. Rồi, khóc luôn đấy. Bàn. Rồi, sau đó các bạn cuối kỳ này là đầu kỳ kia. Rồi. Vẫn là cái đó cho các khác nha, để các bạn nhìn rồi. Lãi vay phải trả. Vâng, các bạn lấy dư nợ đầu kỳ nhân với lãi vay. Rồi. Bây giờ các bạn mới vâng gài cố định lãi suất thôi nha. Chứ đừng gài, các bạn đem các bạn đi gài cả hai thằng lại. Nên là nó cố định cả lãi vay một cả thằng kia, các bạn cộng vô. Đâu có lãi vay với theo số dư nợ đầu kỳ mà. Nha, cho nên các bạn đừng để cho nó mất F4. Rồi. Bây giờ các bạn mới khoản thanh toán này. Khoản thanh toán tôi để xuống dưới này nha. Tại vì ở đây khi các bạn đồng hồ các bạn lại cực rồi. Nếu mà tôi dùng hàm PNT, cái này là các bạn phải dùng hàm PNT rồi. Cái này nó mang số xương thì tôi phải để trong chữ trước. Đã, tại vì khi các bạn dùng hàm PNT, PNT là payment là thanh toán thì nó sẽ ra số chữ. Cho nên các bạn muốn để số xương các bạn phải đổi. Sau đó các bạn gõ PNT. Cái toán nó xấu quá chứ. Dạ. Các bạn đưa lại xuất vào trước. Nó chỉ các bạn đưa lại xuất vào trước. Sau đó các bạn mới đưa số kỳ. Giờ đây là số kỳ thanh toán. Rồi. Sau đó các bạn đưa cái vâng. Cái bố mà các bạn vay á, ban đầu cái PV nằm ở đầu á. Chỗ đó đó. Nó có hoặc là cài F4 hết tất cả ba thằng này lại. Vì khoản này là khoản bằng nhau mà. Thanh toán đều mà. Nhớ nha. Rồi. Các bạn nhìn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ tính. Vâng. Vậy trả nợ gốc ở đây thì sẽ bằng. Bằng gì? Thanh toán trừ lãi vay. Ok.
Rồi. Và cuối cùng đó, dư nợ quý kỳ sẽ bằng đồng tiền trừ trừ gốc nha. Đây hàng gốc không? Đó, ok. À các bạn, cầm này, quét ngang. 1, 2. Có 2 và 4 hết rồi, cái này là dưới. Rồi. Các bạn nhìn thấy là nó khác rồi đúng không? Rồi. Tôi chỉ muốn cho các bạn thực tập thôi, cho nó quen thôi. Rồi, cho nên là tôi thấy các bạn là các bạn cứ kè cố định hết tất cả đâu được. Đâu phải cái nào cũng kè cố định hết đâu. Đó, cho nên là các bạn chú ý nó dùng tôi. Rồi. Cho nên các bạn nhìn thấy là hai cái phương pháp khác nhau. Đó. Bên này là gốc trả đều này, là các bạn nhìn này, đây là gốc trả đều. Tôi nhìn là cái gốc trả đều là tôi thấy đều nhau là đúng rồi đó. Còn thanh toán đều thì tôi nhìn đây là thanh toán là tôi biết là các bạn làm đúng này. Đấy. Còn đây là vâng, gốc trả đều thì khoản thanh toán có bằng nhau các bạn không? Cho nên các bạn nhìn thấy thanh toán đều này thì gốc có đều không? Không. Chứ thế hàng cái phương pháp khác nhau mà. Cho nên các bạn chú ý dùm tôi nha. Đấy là vâng, các phương pháp. Vâng, trả nợ đấy. Bây giờ các bạn còn cái gì các bạn chưa rành nữa, tôi chỉ nốt sang vâng, CV là chạy mệt ạ. Mệt thì cũng không mệt, các bạn định nghĩa là tôi chứ không có cái gì cả. Rồi. Nhóm kia có cái gì hỏi các bạn cứ hỏi đi. Hỏi cô đi cô. Cáo cô đây chứ không cứ bắt bài lên hỏi cô là cô nhìn số là cô mù luôn á. Xem sao xong phải xuống thì tôi mới thấy được tại vì không có tôi thấy không giống rồi là cô không còn từ giờ nữa. Thế em làm đến bảng con số là bảng cái đấy là bảng có nhập rồi đúng không? Bảng có nhập rồi thì đó xuống phòng có lấy nó xong rồi có nắm gì con có nhập sao còn gì nữa nhỉ? Rồi, con cái chẳng gốc thì con chỉ lấy cái tập toán này. Con chưa biết ai sẽ đến thứ ra nữa.
Trong cuối cùng này thì con lấy dòng trên dòng sinh lợi đồng trừ đi thì thành phần gốc được nó ra trừ chưa đúng rồi đó. Rồi bây giờ con quét, bây giờ con xem cái gì con cài cài bốn chưa nha. Con đều cài bốn chưa, lại xuất cài bốn chưa, lại hai cài bốn chưa. Rồi đây em phải cài cài bốn là cài lại vai nha. Cài rồi bốn rồi ok rồi cài cái này này. Tại mẹ nó gọi cho mẹ nó bảo anh nhờ anh kiểm tra bài tập của nó trên lớp cô giao. Thì anh hỏi nó cô giao bài trên lớp không? Nó cứ không thì nhìn anh phải biết là không rồi. Nếu mà không sao anh kiểm tra được. Giả sử cô nó gọi về với em của mình của em thân đúng không? Em không làm bài tập về nhà, ok. Biết nói cho anh, ừ. Ý là em cũng là mẹ không? Bốn năm cái là hai sáu mẹ biết học từ năm ba mà khóc cho mẹ tám sáu có rồi bé này. Bé này đi đường đường thiệt chứ. Thì cũng đi một hồi một cái ghế ở lại. Sao mà đi được, đi được mất cấp rồi sao. Anh đi thì được, Bi bây giờ đang được đi. Đi mua một đôi xinh đen để đi học. Đi ra được đâu. Chết rồi, hôm nay quên máy chép lèo. Tối về mà mưa là đôi giày ướt chắc luôn. Quên, anh mưa gọi trong cốt mà quên. Hôm nay về chạy trong các bạn đi còn là bạn nào thắc mắc ở chỗ nào không phải chơi kiểm tra đi. Siri nha, tôi dùng cái vai đó để chạy Siri luôn. Cái nào cũng chạy. Có thể luôn. Nếu nha, tất cả các bạn đi vào, có những dự án nha. Các bạn lưu ý dùng tôi nha, có những cái dự án vào lần sau năm năm của các bạn vào. Nó vừa ngon đến đây là lần sau nó còn lại học hết luôn nhỉ. Rồi, dự án 1A thì phải là 1B. Nhóm nào mà sân lo? Sân lo là 1B đó. Vâng, nhóm ở đây không có 1B trong đó. Tại vì nhóm đấy nó như thế này, tại vì trên bài tôi chưa có sửa. Cho nên là các bạn phải chú ý nó là theo cái kế toán mới thì cái chi phí trước hoạt động của nó và cái chi phí sử dụng cái lệ phí kỹ thuật đó là nó không được một khấu hao, nhưng mà trên bài của tôi gửi cho các bạn là hồi xưa là nó là sử dụng khấu hao. À, khấu hao tôi cho các bạn đấy là khấu hao 5 năm giống như là cái tài sản cố định vô hình ấy, nhưng mà bây giờ nó không có cho như thế nữa cho nên chúng tôi gửi đến bà Úc Sơn Linh.
và chỉ có hoạt động. Vâng, khấu hao trong 3 năm chỉ hoạt động của nó chứ không có khấu hao nữa. Các bạn cái đó tại vì chúng ta ở đây luôn. Các bạn được một B đấy. Hôm nay như là lâu tuổi rồi. Có bị bán không? Bây giờ chúng ta bắt đầu xem xin mình nha. Các bạn cố gắng các bạn làm đi, tuần tới là không còn nhóm nào thuyết trình nữa. Thì tôi sẽ dẫn cho các bạn, thứ nhất là bài tập tình huống của cái bài tập 10 tôi đã dẫn với các bạn. Thực ra bài tập đấy rất đơn giản, các bạn tự xem được. Chúng tôi sẽ giải đáp hết tất cả những câu hỏi của các bạn. Các bạn chưa làm bài tập thì tôi không giải đáp được. Đấy mà cứ ngồi nhìn cô âu yếm thì không làm gì được nhá. Và cô không âu yếm tí nào cả, cô chỉ buồn thôi. Nha, chỉ thấy hai hàng nước mắt cô chảy. Rồi cho nên các bạn luôn lo cho các bạn. Cô lo cho các bạn hơn cô. Giống như con cô nó đi đại học mà cô ngồi cô lo hơn là nó. Đi lo bắt đầu. Nó thì là bắt đầu nó tạo cho cô một cái kế hoạch. Chúng ta bắt đầu xem phần CV Crystal Moon. Các bạn nhìn thấy là cái mô phỏng Crystal Moon này là thực ra nó là một cái mô hình mà các bạn sẽ thấy nói từ đó là ngẫu nhiên. Các bạn cứ nhìn từ ngẫu nhiên là vâng. Các bạn ở đây là nó sẽ đưa các cái dữ liệu ngẫu nhiên, nó sẽ chặn với các bạn cũng vẫn con số đó cũng vẫn là những dữ liệu như thế này. Mỗi lần chặn khác nhau nó sẽ tùy theo cái định nghĩa của các clip ở phía của các bạn, nó sẽ đưa cái dữ liệu vô và nó chặn cái kết quả khác nhau. Các bạn chạy ra cô sao nó không giống kết quả của cô chạy mà nó còn chặn ra kết quả giống như cô nữa. Thế nó phải là ngẫu nhiên, nó cứ trên cái dãy số mà được các bạn định nghĩa, nó là theo cái gì thì các bạn sẽ thấy nhá. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu nó là mô phỏng custom mode, ở đây đã là mô phỏng ngẫu nhiên. Như vậy mỗi một các bạn mới thấy học nó, chúng ta phải làm bài toán đầu tiên, chúng ta phải làm bài toán đưa thông số được. Các bạn nhớ là khi các bạn chạy mô, các bạn chạy không nhảy, nhưng mà các bạn nhìn thấy giống như các bạn thấy á, mà nó không nhảy á, là em biết là ở đâu đó, tức là mình không có liên với cái bài toán, nó sẽ không nhảy được. Bài toán này cũng thế, khi mà tại sao các yêu cầu các bạn là trên bảng thông số không được, vâng, không được cài công thức của nó, mà chỉ cài số thô là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vâng, chúng ta làm một cái sang tính như thế này thì các bạn không được đưa vào đường sang là như vậy. Trong các bạn chỉ phải đo kinh nghiệm cũng thế, các bạn cứ nhảy như thế này, đây là bảng đối với 8, đây là bảng báo cáo, đây là bảng vâng, đã bấm lên nó dò tìm luôn được các bạn ạ. Mô phỏng bắt đầu nó sẽ dò tìm, khi các bạn định nghĩa nó xong thì nó sẽ dò tìm, và nó dò tìm mà nó cứ tìm chỉ một trên cái một xít này thôi, sang cái một xít khác nó tìm ra nó báo lỗi liền. Cho nên là người ta yêu cầu các bạn như thế, do cái kỹ thuật nó như thế chứ không phải là do tôi. Đã, cho nên các bạn chú ý nào, cái gì tôi yêu cầu các bạn cứ làm theo như thế thôi. Rồi, cái này đầu tiên là bước một là các bạn phải vâng, bảng phân số này. Các bạn phải có bảng phân số. Vâng, bảng phân số này các bạn chỉ làm số thô. Tôi nói cho các bạn chỉ làm số thô. Nhưng mà một cái dưới này là các bảng tính. Các bảng tính để các bạn ra được các bảng tính của định nhất. Các bạn nhớ là các bảng tính này thì các bạn không được vào số thô.
nhớ nha. Cái này thì là các bạn tính phải lấy tư bản thông số này tư xuống không vào số thô, tính thì lấy dữ liệu từ tiền lương bản thông số, tư bản thông số không vào số thô, bản số thô nó cũng ra nhưng mà khi nó chạy không chạy nó cũng ra kết quả với các bạn thôi. Nhớ lúc này là không vào đúng rồi. Thế các bạn đã tôi lên làm như vậy. Bên nhóm cái kiểu tôi sửa bài của các bạn ý. Doanh thu các bạn là tính lương các bạn ý để coi như là vâng. Tính lương là tăng 5% một lần, tăng 5% một lần, tăng 5%. Thế các bạn ý để thu đây là tính lương của năm thứ nhất. Nhưng năm thứ ba bắt đầu sang năm thứ tư là tăng vâng 1+5% các bạn ý. Lẽ ra là phải để là các bạn vào cái ô 5% trên bảng thông số này, các bạn bốc vào cái ô ấy nhá. Rồi các bạn nhân 3 năm tăng 1 lần thì các bạn ở đây các bạn vào số thô ngay ở tất cả chỗ này, các bạn nhân với lại 1 cộng với lại 105 thì là ví dụ 103% các bạn nhân nhá. Cái chặn chạy không được cái thứ nhất. Thứ hai nữa là đọc kỹ người ta cho 5% tăng 5% các bạn lấy xuống 3%. Lỗ phải tắm và nhìn cái là xong rồi phải chứng minh các bạn thì chúng tôi không làm số thôi. Rồi nói vậy chứ kiến trình các bạn vào các bạn cũng cứ thả đường nó rồi đó. Rồi sau đó các bạn tính toán xong hết rồi đó, phải ra được đến kết quả làm mục tiêu. Làm mục tiêu ở đây của các bạn có thể là NPV. Thế chúng ta đang làm dự án IRR. Mở IRR, cái đến đây thì chúng ta bắt đầu với xây. Thế đầu tiên là các bạn sẽ chọn các biến rủi ro. Tất nhiên là chúng ta phải chọn biến rủi ro mà chúng ta bắt đầu định nghĩa nó. Một, chọn biến rủi ro. Thế thì các bạn chú ý như thế này là ví dụ như mà các bạn một công trình rủi ro phần mà các bạn chạy cái độ nhảy cái biến rủi ro đơn của các bạn là đầu tiên là các cái rủi ro đơn lẻ trước các bạn đi có 10 biến mà các bạn đi đưa vào bảng cân đối kế toán để các bạn đi tính đưa vào bảng để các bạn đi tính cái giá trị của công ty ấy. Thì người ta chỉ chọn ở đó có độ khoảng 6-7 biến thôi, cái có người lấy hết cả 10 biến thì các bạn phải chọn biến rủi ro và chọn biến rủi ro và bắt đầu định nghĩa. Vâng, các bạn nhìn thấy ở trên máy của này là có này. Sơ sơ trước thì các bạn về nha. Tôi mở cái sample này. Các bạn nhìn thấy vâng, thanh lọc của nó các bạn nhìn thấy là nhìn ở phía trên đó. Vâng, các bạn nhìn thấy tôi định nghĩa này. Vâng, các bạn nhìn thấy tức là tôi cho nó một cái, nó gọi là gì nhỉ, các bạn nói vâng, các bạn lại chúng ta đây, phân phối, các bạn gắn cái một cái phân phối, cho nên các bạn hãy hỏi là có mấy cái phân phối, thì có 4 phân phối không đúng đâu, các bạn nhìn thấy rất nhiều phân phối. Nào, chúng ta có lọc ba này, tam giác này, đều này, lớp này, express này, yes no này. Thậm chí là tôi không cần cái gì hết, tôi bằng fit luôn. Rất là nhiều cho nên vâng, các bạn chỉ thấy bao nhiêu đó nên cho nên tôi bảo nó không chính xác là gì vậy đó. Nó rất là nhiều. Như vậy là chúng ta bắt đầu đưa vào đây. Chọn biến rủi ro sau đó là định nghĩa cho mỗi một cái biến rủi ro đấy. Các bạn gắn cho mỗi một cái biến rủi ro đấy bằng một cái bằng phân phối cho một biến rủi ro. Thế thì bây giờ chúng ta chẳng biết nó là cái gì hết. Muốn biết được cái phân phối rủi ro đấy nó là cái hàng gì, nó là cái phân phối gì, phân phối chuẩn ư, phân phối tam giác ư, lọc ma ư, tam giác ư, đều là cái gì đó mà chúng ta phải có dữ liệu. Như vậy
Bây giờ chúng ta không biết gì cả thì chúng ta cứ gán tại nữa. Cho nên cứ mỗi lần mà các bạn gán vào một cái phân phối thì nó sẽ chạy, hàng nó sẽ chạy ngẫu nhiên mà. Nó cứ tung vào nó một cái dữ liệu mà các bạn đã gán cho nó thì nó sẽ chạy, nó sẽ ra một cái kết quả này. Ví dụ vậy. À, nhưng nếu mà các bạn muốn biết được chính xác, sau này các bạn cứ hỏi cô tại sao tôi lại biết nó là hàm vâng nhỏ bb, hàm chuẩn chẳng hạn vân vân. Cô cũng chẳng biết gì đâu, cô cứ lấy đại nữa. Nhưng nếu cô muốn biết nó chính xác thì bộ dữ liệu của cô phải có 16 biến trở lên. Cho nên tôi mới yêu cầu các bạn ở một quản trị rủi ro doanh nghiệp là các bạn phải lấy các công ty niêm yết mà có niêm yết từ 16 năm trở lên. Hoặc là từ cho đến 16 năm thì các bạn mới lấy được chuẩn của sản phẩm đó. Quét trên cái hàm fit ở trên kia là các bạn thấy nó ra ngay, nó làm gì ngay là tức chính xác luôn. Còn giờ chúng ta không có thì tôi chỉ yêu cầu các bạn là lấy 5 năm thôi để chúng ta lấy cái từ xu hướng rồi. Các bạn học vào các bạn sẽ thấy ngay như là không biết này họ xa chưa rồi, không cần gì hết. Vậy thế là cũng thua rồi, không biết gì đó là không biết gì là rồi. Bây giờ các bạn sẽ xin thấy là tôi nhìn nhìn thấy cho thấy phân phối trong một chiến dịch đo ví dụ như ở đây chúng ta có là vâng phân phối chuẩn thì nó có một cái là trung bình và tối chuẩn. Phân phối đều tam giác lớp rất nhiều. Tôi dẫn các bạn nhớ giữ lại để học được là chung biết cái gì rồi. Thì vào đây các bạn sẽ phải chọn một người rủi ro để chúng ta so sánh. Khi mà tác động một cái một với lại tác động cùng một lúc tất cả, nó khác nhau ở chỗ nào? Đấy rồi. Vâng. Vậy thì bây giờ các bạn mới tới ví dụ. Ở chỗ này các bạn chúng ta sẽ chọn cái gì là rủi ro này. Ví dụ vẫn là cái bài toán này. Yêu cầu vốn cố định, máy móc thiết bị, khoản phải trả, tài trợ, năng lực sản xuất. Tôi lấy ví dụ đi, tôi chọn thằng này ra bán sản phẩm, các bạn chú ý nhá. Tôi làm một cái mẫu các bạn nhìn thôi để ra bán sản phẩm. Đó là một biến của tôi. Đây là biến của tôi đấy. Vâng. Chi phí quản lý. Công suất thì năng lực sản xuất đi. Năng lực sản xuất đi. Là người dân ít quá là cái chi phí của tôi. Rồi, ví dụ như tôi chọn một đánh nữa đi, là khoản phụ thu. Khoản phụ thu. Thì nó không đỡ. Là khoản phụ tôi chọn một cái nữa, ví dụ như năng lực sản xuất.
Cái gì nhiều các bạn nhìn nó thôi chứ. Bây giờ tôi bắt đầu định nghĩa. Ba cái biến này tôi bắt đầu định nghĩa. Vâng, hàng mục tiêu của tôi là tôi xem NPV nhé. Vâng, NPV và IRR. Đây là hàng mục tiêu. Vâng. Tôi bắt đầu định nghĩa đầu tiên là cái thủ đi đơn năng lực sản xuất đi. Có cả cái ô, vâng, có cả cái ô năng lực sản xuất. Nhá. Các bạn mở cái define assumption ra. Đó là định nghĩa của biến này ra. Thì, vâng, nó hỏi các bạn, bây giờ các bạn muốn cho nó ở cái loại phân phối nào. Ví dụ như ở đây của mình thì năng lực sản xuất tôi để cho xem sản phẩm Việt Nam ở đây nó không đổi được, cho nên là ở toán này huy động là vâng 70, 90, 100. Vâng, như vậy xin lỗi các bạn, thì đơn giản cái trên để tôi nhìn nó trước nhà để tôi xem. Vâng, sản lượng của nó. Đây. Đây. Vâng, sản lượng sản xuất. Vâng, bây giờ tôi bắt bạn để định nghĩa nó là các bạn phải có một ô đó nha. Sau đó các bạn mở tay ra. Giả sử đi, tôi cho nó là tam giác đi. Tam giác có nghĩa là khi các bạn bật nó ra. Năng lực sản xuất đó. Và đây vì đã năng lực sản xuất là tam giác. Tam giác ở đây nó bật ra thì nó hỏi các bạn là bây giờ các bạn định cho từ năng lực sản xuất này và thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu. Đó, ví dụ như vậy thì ở cái bài của mình có ba cái dữ liệu nhá. Còn ở dưới đó là cái thường xảy ra 17 năm các bạn nhìn thấy. Thế thì mình cứ cho nó đi, chắc là tôi chỉ 15 ngàn thôi. Vâng, tôi rõ 15 ngàn. Cao nhất, ví dụ mình 120 ngàn. Tại vì tôi cũng mở được cái bài kia ra, tôi cứ giả định nó, tôi cho nó như vậy. Sau khi các bạn rõ nó vào, còn các bạn không thích, các bạn cứ đúng rõ cái con số thực được, các bạn đã cho cái dữ liệu vào rồi. Thấp nhất thì năng lực sản xuất của tôi phải đạt được 15 ngàn. Cao nhất là khoảng 20 ngàn, ví dụ thế. À, còn 17 ngàn mà chúng ta đang làm đó, chúng ta thường xảy ra nhiều nhất hay dùng cái đó. Ok, đó là các bạn bấm chữ Enter. Các bạn đó, các bạn nhấn nghiêng rồi không? Rồi, sau đó các bạn bấm Ok. Khi nào đã được định nghĩa nó chuyển màu xanh. Cho nên có nhiều các bạn vâng bài chủ đề cho tôi các bạn nó không làm được, nhưng mà các bạn đã thấy photo xanh, các bạn tô xanh, nhưng mà tôi cho vào được khoảng đấy là được ngay. Còn ở đây các bạn nhìn thấy cô không có xóa được, chỉ trừ khi cô vào phần mềm đó cô để chữ delete và clear chỗ này nó mới xóa được, nhớ nhá. Và các bạn cứ tôi photo một thì các bạn cứ tôi một đó là ok. Bây giờ các bạn mới vào giá bán sản phẩm nhá, giá bán sản phẩm. Giá bán sản phẩm thì nó biến động thường cô hay sử dụng nó, cô hay nhìn thấy. Và sai là cô từ trong tầm ba chuẩn. Nhạc cô chọn chuẩn. Chuẩn. Cô quên, cô chưa vào cho nên nó là quên. Và sau đó bấm vào cái ô đó, sau đó các bạn chọn chuẩn. Rồi. Các bạn nhìn thấy chuẩn bao giờ nó lên một cái chuông như thế. Thì các bạn nhìn thấy là cái 0.48 đó chính là trung bình. Còn bây giờ các bạn muốn xem là cái độ lệch chuẩn của nó ở đây là bao nhiêu, 5%, 16%, 17%. Các bạn muốn cái độ lệch chuẩn nó là bao nhiêu thì các bạn phải chạy trên cái dòng giá của nó, các bạn sản phẩm. Thì các bạn mới xem cái độ lệch thì các bạn cứ vào. Đó được. Còn nếu không thì các bạn cứ nó cứ bao giờ nó đi 10%, ở đây các bạn ok thì các bạn cứ enter nó. Cứ cho là như thế thì các bạn enter nó, ok nó vào như vậy và các bạn ok. Còn các bạn không muốn các bạn sửa nó, các bạn sửa nó
Ví dụ như bây giờ các bạn không muốn như này, các bạn clear, bấm clear. Yes. Và nó khóa đi hết rồi. Rồi các bạn lại, giờ các bạn bấm mặc bàn. Bây giờ các bạn không muốn 5% mà các bạn muốn 7%, sao? Được. Ok, cứ sửa lại thôi, enter. Rồi nó hay rồi đó. Nó này hết cái dòng rồi đó. Tức là trên cái dãy số đó, tức chết 7%, thảy vào cho các bạn một con số, giá của nó. Nó nhìn nó tự tính lại hết. Rồi ok, enter. Rồi sau đó các bạn ok, nó vào rồi đó, nó lại vào lại rồi đó. Chúng ta còn một cái gì nữa nhỉ? Khoản phải thu, ok. Khoản phải thu, tôi ở trước bước ở trên này. Đây, bước vào ô khoản phải thu. À, tôi lại vào reply. Thì các bạn muốn học khoản phải thu bao nhiêu bây giờ? Tôi cứ cho nhiều cái để cho các bạn nhìn thôi nhé. Chứ thực ra khoản phải thu nó luôn lịch lên lịch xuống, nó luôn chậm. Thì các bạn chọn view cũng được, uniform là đều để cho các bạn mở ra cho các bạn nhìn ra đều. Vậy thì vâng, cái mình đang làm là độ lệch chuẩn đấy. Quên cái khoản phải thu ở đây là 15% đúng không? Thì ví dụ như là max minimum của bạn, các bạn muốn là bao nhiêu? Ví dụ như minimum của tôi muốn 10%. Maximum thì tôi chỉ cho phép nó, đây là 17%, ok rồi. Ví dụ như tôi vậy, là nó vào rồi. Ví dụ thế, các bạn không muốn thì các bạn sửa. À, vâng, sau đó các bạn enter rồi nó vào, phải nhấn enter nhé, cho nó vào nhé, thì các bạn ok, rồi nó được định nghĩa. Xong. Rồi, tức là tất cả những cái mà tôi định nghĩa như thế, thì nó sẽ chăm cái dãy số của các bạn, min và max đó. À, đều là cái gì đó, nó sẽ tức chọn, nó bạn ngẫu nhiên mà nó sẽ chọn một con số, thảy vào cho các bạn trên cái bài toán này của các bạn, con số này. Nó bắt đầu tính ở bên đây cho các bạn để đi vào làm. Rồi bây giờ tôi bắt đầu xuống và tôi tính là bên đây và đi vào làm. Phải có được các số ở đây gắn nhàn và NPV của tít, IR của tít. Rồi các bạn bắt đầu xuống NPV của tít. Cái này là tài công thức hết tất cả là liên quan đến nó. Thì các bạn bắt đầu vào đây. Lúc này thì chúng ta sẽ định nghĩa và chạy đến mục đo xem định nghĩa nó. Bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa thành mục tiêu. Tức là IR RVD hoặc MIR gì đó các bạn muốn. Các bạn vào define forecast, định nghĩa dự báo, define forecast. Các bạn vào. Sau đó các bạn ở đây này, nó xuất hiện này, các bạn chỉ để ví dụ như là các bạn vào đây là NPV của tít đã và của TIV đó. Rồi đơn vị tính của nó là gì, các bạn để ví dụ như là triệu, triệu Việt Nam đồng đồng gì đó, các bạn cứ để như thế, triệu đồng như thế, đồng Việt Nam, ví dụ thế, triệu đồng Việt Nam, Việt Nam đồng gì đó, đó các bạn bấm ok, các bạn nhìn thấy nó được định nghĩa là nó nổi lên màu xanh, xanh khác nha, đừng đâu thấy xanh đó, nó nổi lên màu xanh đó. Rồi các bạn đi tiếp xuống thằng IR tổ chức. Các bạn cũng lại vẫn vào define podcast và lúc này là IRR của tít. Xin lỗi. Rồi xuống cái này unit của nó các bạn để tỷ lệ phần trăm nha. Và IRR là tỷ lệ phần trăm, ok. Thằng thứ hai là tỷ lệ. Nếu các bạn muốn tính tăng tiếp cái thằng thứ 3, thứ 4 này thì các bạn cứ việc vào nó thôi. Đó. Ví dụ như là NPV của PPV. Nha. Rồi các bạn lại để triệu đồng Việt Nam đồng. Rồi ví dụ này ok. Hàng này vâng, IRR là vâng, các bạn lại để nó vâng, tỷ lệ nhé. Rồi ok.
cố thăng ra thật bình nghĩa. Rồi, bây giờ các bạn bắt đầu vào trang trại. Các bạn bắt đầu vào một cái phần vâng, room preparation này, các bạn nhìn thấy ở trên này chưa? Vâng, chỗ crystal bone dưới là có cái room preparation đó. Rồi, các bạn bấm vào đó. Nó hỏi các bạn là chạy mấy lần? Số lần thử đó, try đó. Thì các bạn và đấy là 1.000 giờ, cô có 500 thôi nha, tặng 500 thôi. Rồi, standing thì các bạn cứ để nguyên như thế. Các bạn chọn và Monte Carlo nha, chứ đừng chọn Latin, chọn Monte Carlo. Rồi, còn lại tất cả những cái khác các bạn để mặc nhiên nó đi. Vâng, các bạn để mặc nhiên nó đi, ok. Xong rồi các bạn bấm ok. Kịp chưa? Rồi, bây giờ các bạn bắt đầu bấm. Bấm cái chữ star này. Chạy này. Các bạn nếu mà các bạn muốn từ từ thì các bạn bấm step này, nó đi chậm chậm hơn. Các bạn bấm vào star. Nó được chạy rồi đó. Xong rồi đó. Bốn cái bảng nó chạy liền một lúc. Bây giờ các bạn là 6 và 9 là trên 1.500 nhé. Của em chạy xong. Máy của các bạn nhanh lắm. Xong rồi đúng không? Máy của các bạn là 10.000 lần. Máy của các bạn là 10.000 lần. Máy này là 500 lần. Muốn cố luôn. Máy của máy này nhé. Đẹp rồi đó. Bây giờ rõ. Mắt rõ nha. QR của OPV. Thì các bạn rõ là từ đầu bên này là các bạn phải gõ là nó phải lớn hơn cái sức chiết khấu của mình là bao nhiêu, 15% kìa. Bạn gõ bên này gõ 15% đầu ở đầu cái đó em gõ 15% em enter sang 15% sơ tên tai của nó open từ 15% cho đến 5%. Sơ tân tai của nó là 97 phải không? Đúng rồi. Đó. Tức là cái rủi ro của nó rất thấp, nó chỉ có nhiêu đó thôi mà. Tức là từ 15% trở đi là nó 97% cái dự án rồi. Rồi em bấm vào cái thằng thứ hai, bấm vào ok, bấm vào cái thằng thứ hai tại bên cạnh nó. Ừ, thằng đó. NPV. NPV thì em đánh cái này, NPV thì em đánh từ không. Đâu vậy ta? Nó mất hết đi. Tại vì rõ ràng của em nó số bao nhiêu rồi? Nó tắt mất tiêu rồi. Không sao đâu. Mà mở lại ra. Em mở vào trong hình này. Em mở vào đây. View. Đi chạm. Rồi em chọn. For the catch chạm. Còn for the catch chạm. Rồi em chọn đó, tất cả bốn chuyện nữa chọn thì nó ra hết rồi. Cô với con em mà chạy cái bài thì chạy nhiều cái cô 10.000 nãy kẻ bấm bấm tắt đi có bao nhiêu là cô bao nhiêu là cô 5.000 bao nhiêu là càng càng chạy nhiều càng càng cố nó ra hết rồi. Đó là đi được không? Mở đi được không? Thì cái đó đóng ở đây, cô chưa chỉ đến đó. Đó. Thì ở đây em có. Nếu NPV thì em phải có từ không. Rồi, em có. Đó, nó rất là tương đồng với thằng kia. Rồi IRR thì em có là từ xuất chiết khấu trở đi. Đó, đó. Thấy chưa? Rồi NPV của thằng... của OPV. Rồi không thôi, em tới thôi. Không. Xong bây giờ lưu như này. Em vào, em đây là cái bài. Em vào. Rồi quay trực.
Em vào cái chỗ grab reward. Grab reward bên cạnh. Rồi em chọn full reward. Full reward. Rồi ok. Rồi nó bắt đầu nó ra rồi đó. Rồi nó ra hết rồi đó. Xem. Đó nó ra hết đúng rồi, nó bé bé mất cả cái nào mà IRR thì là 15% và cái nào EOP cái gì cái nào BB thì nhập không cái số chiếc khấu thì phải nhập đây là không bây giờ nếu mà IRR thì các bạn phải so sánh với cái gì ạ? Cái nhỏ nhá. Cái nhỏ của mình là 15% nha. Sau đây thì nó phải bằng không nha, bắt đầu từ không nha. Cho nên các bạn mới xem là dự án chúng ta có hiệu quả như nào. Nếu đây là IRR, các bạn rõ đây là 15%. Sau đó các bạn bấm 15%. Sau đó là các bạn bấm Enter. Vâng. Nó vào các bạn nhìn thấy không? Mặt này là 97%, lô là 90%, 90.6 là khá cao rồi đó. Cái rủi ro, tổng rủi ro của bạn thấp hơn không có gì cả. Nha. Bây giờ các bạn muốn nhìn các bạn vào cái forecast. Các bạn bấm vào cái fit. Vâng, phân phối của nó. Nó cho các bạn đó. Chính xác. Rất là đẹp luôn. Vì nha. Rồi. Nó là gần chuẩn đó. Vâng, gần chuẩn. Đó là cái thứ nhất, đó là IRR. Cô bấm đằng sau lưng nha, cô bấm cái thứ hai, NPV. NPV thì các bạn bắt đầu để từ không nha. Không chứ không phải 0% thôi vì nó đọc mặt. Rồi sau đó các bạn Enter. Các bạn nhìn thấy, đây là cho 85.65%, cao hay thấp? Cao. Tức là, cao nó là phủ lớp thấp. Rồi các bạn vào cái podcast này. Các bạn bấm tiếp này. Nó chào các bạn. Chúng ta vượt qua rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp. Rồi, thằng và IRR của tiếp. IRR của tiếp, IRR thì chúng ta lại gọi 15% nha. Rồi, các bạn nhìn thấy 94. Chúng mình lại vào vâng, tiếp để chúng ta nhìn thấy cho nó đẹp để mai mốt chúng ta có được ở trong cái bài của chúng ta. Vâng, và thằng cuối cùng của chúng ta đó chính là NPV của tip. Thì các bạn lại rõ không vào đây ha, Enter. Ồn, bằng qua bằng nó nhỏ hơn mà tip với lại NPV nó khác nhau mà. Nó khác nhau cho nên các bạn nhớ là có sẽ không giống của cô là không giống được, cô còn làm là chẳng giống của cô nó là nhá. Rồi ok các bạn bấm vào podcast, bấm. Rồi, sau đó, xong hết rồi nha. Rồi, bây giờ các bạn muốn mở lại, xem lại các bạn bấm là các bạn vào chữ view này. Chỗ này này, view chart này. Bấm view chart ra. Các bạn lấy podcast chart. Đấy, các bạn muốn chọn, muốn xem thì các bạn bấm thôi. 1, 2, 3, 4, ok, open. Ra hết. Đó, bấm cái gì? Cho nó nhẹ. Thấy chưa? Rồi, bây giờ tạo báo cáo nhá, để cho thấy chứ không phải cần đấy nhá. Một là các bạn làm như thế này, bên chủ đo thì tôi chỉ yêu cầu các bạn đấy thôi. Là sau khi các bạn bấm nó ra như thế này nhá. Các bạn lấy forecast chart như thế này, nó ra hết như thế này rồi. Tôi lấy một cái cho chịu đúng, là nó cũng mở ra hết rồi. Thì các bạn đến vào đây, các bạn click phải và các bạn đi copy chart. Xong rồi các bạn mở ra bên này, các bạn đi bắt. Nó rất là nhanh luôn. Nhá. Yeah. À, đây là ngày như và ví dụ như thế. Còn ở đây thì mình không cần. Bây giờ các bạn vào grab từ vòng bên này, tạo báo cáo. Các bạn mở nó ra. Nhá. Yeah.
và các bạn chọn nó. Đó. Full report là bao gồm cả forecast, bao gồm cả define, cả cái vâng, nó đang làm đấy, xong rồi đó. Thì các bạn nhìn thấy nè, trên hình này nó có này, thấy chưa? Có hết luôn, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đó, có hết luôn rồi. Và nó có định nghĩa luôn cả phía dưới này cho các bạn tất cả những cái biến rau của các bạn đã được định nghĩa. Thế nên cô đọc vào là cô biết các bạn định nghĩa các biến từ rau của các bạn là cái gì. Và các bạn khi các bạn chép, các bạn chỉ cần lấy cái ô nhỏ nhỏ này các bạn đưa vào trên cái phần phụ lục của các bạn thôi, chứ đừng là hồi xưa các bạn đi làm một cái trang về một cái thằng này nó không cần thiết. Nó chỉ cần nhỏ nhỏ như thế thôi, nó xinh đẹp thì thôi nhá. Vâng, chứ còn đừng có làm to, các bạn in ra nó mực thật đậm, nặng mực cũng khoảng không cần thiết cho lắm. Thế thì những cái bảng mà tôi cần này để tôi nhìn nó, đó là cái bảng mà các bạn nhìn thấy. À, bảng tỷ lệ này, tỷ lệ của NPV đến đâu thì bắt đầu này, các bạn nhìn thấy đến đây là âm. Cho nên là 30% đến đây này, bắt đầu 4+1 là bắt đầu dương này. Thấy chưa? Đã, bảng này thì vâng, bao nhiêu lần thử thì cũng không cần lắm, nhưng mà cái hình này là phải có. Cái hình này là phải có. Các bạn nhìn thấy này, sau phần file của nó này, toàn bộ dữ liệu ở chỗ này là các bạn copy, là các bạn đưa sang cái phần phụ lục của mình thôi, phần cái phụ lục của mình nhé. Sơ tay level của mình là 79,2% nè, nó chạy từ 0 đến vô cực đó, là được nhiều đó nè, vâng vân vân. Đó, cái này là mình phải có, bảng này là mình cái đồ thị là mình phải có, và mình cần cái đồ thị này thôi, không cần chép hết. Cần dịch ra tiếng Việt. Hả? Cần dịch ra tiếng Việt. Ồ, cái này hả? Không cần. Mà các bạn nhờ muốn biết các bạn cũng biết ra thôi, nhưng mà bắt buộc phải biết đấy, nhưng mà các bạn để thì cô vẫn hiểu cơ. Cái này là nó, vâng, sơ tương tai của nó, vâng, sơ tương tai của nó chạy như này. Đó, thế các bạn có xong rồi các bạn lưu. Ha? Các bạn lưu nó thì vào của các bạn thôi là các bạn có. Xong rồi đó. À, dạ ok. Ngày hôm nay là, vâng, 5 giờ, đúng 5 giờ 5 giờ. Thì các bạn về, các bạn phải biết làm bài tập của cô, xong rồi các bạn. Là cái CV này là người dặn dòng tiền lấy ghi số liệu đấy luôn đúng luôn chứ không dặn dặn là ra không sao. Các bạn muốn chạy bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà các bạn lên sống cùng với các bạn chạy các bạn như thế nào, các bạn lên nhiều cho nó đẹp đấy. Cô về chèn cô, cô về chèn cô. Thank you.